Xin chào tất cả mọi người đến với video tiếp theo của anh Túc Crypto. Kính thưa mọi người, thì đến video này thì em muốn đến lại với mọi người dự án Hunter Compact, lấy luyện một cái số thông tin cũng như là hướng dẫn anh em tìm tìm cái thẻ bí ẩn để chúng ta nhận 5 triệu cái token Hunter, cái boy bộ gọi là cái boy Hunter Hunter Compact này nha. Và một số cái thông tin về con kèo này. Thì con kèo này thì nếu mà mọi người nào mà chưa tham gia thì có thể là tham gia cho mình con kèo Hunter đào trên Hunter Compact ấy, đào trên Telegram ấy, được chưa? Thì hiện tại trên chú chơi chính thức của kèo Hunter Compact nó đạt tới là 3.678.000 người theo dõi, được chưa? Đến thời điểm hiện tại bây giờ, và chúng ta nó cho chúng ta khai thác cái đồng boy Hunter Compact. Đấy, video mình có hướng dẫn anh em rồi. Nếu mà anh em nào mới mà chưa biết thì có thể là kích về xem video hoặc kích vào đường link để em đăng ký để chúng ta khai thác cái đồng Boy Hunter Compact. Đấy, sau đó nó sẽ quy đổi sang đồng coin chính của dự án. Được chưa? Thì cái chính cái video hôm nay thì Túc chia sẻ với anh em hai cái cốt lõi vấn đề chính. Thứ nhất là con kèo này chúng ta đào trên Telegram nha. Giao thức đào thì giống Lotcoin. Khai thác cái cách khai thác ấy, được chưa? Cái này thì chúng ta sẽ kích ở phần ướt cho mình, được chưa? Hàng ngày thì chúng ta sẽ điểm danh, kích ở phần danh mục và đây thì chúng ta sẽ điểm danh từ ngày 1 ở đến 10 ngày liên tiếp nha, thì chúng ta sẽ nhận được là 5 triệu cái boy hamster compact, được chưa? Đấy, phải liên tiếp điểm danh hàng ngày liên tiếp nha. Còn nếu mà ngày thứ một mà anh em điểm danh, ngày thứ hai anh em bỏ, ngày thứ ba điểm danh thì nó sẽ quay về ngày thứ một. Đấy là lưu ý anh em như thế nha. Liên tiếp từ ngày 1 đến từ ngày 1 mà đến tận ngày 10, 10 ngày thì anh em sẽ nhận được 5 triệu nha, và kích vào yêu cầu bồi thường nha. Được chưa? Rồi, vấn đề hôm nay là chúng ta tìm thẻ đúng không ạ? Ấn vào phần mini cho mình này, được chưa? Chúng ta khi mà đủ ba cái thẻ này thì chúng ta sẽ nhận được 5 triệu cái token, 5 triệu cái boy hamster compact nha. Thì để mà tìm được ba cái thẻ này thì thật sự với anh em nó khó, nhưng mà mình có cái mẹo này khá là hay, được chưa? Đấy, hướng dẫn anh em. Hiện tại thì thẻ hôm nay thì là ba cái thẻ này đây, mà không biết là anh em nào còn kịp không, được chưa? Tức là bây giờ nó còn là đâu đó khoảng cái thẻ này, tức là mình tóm tắt cho anh em biết nha, tức là cái thẻ này thì 24 giờ thì nó sẽ đổi cái hình thẻ một lần, nên là rất khó để anh em nhận biết là cái thẻ nào đúng thẻ nào sai, được chưa? Đấy, tức là 24 giờ thì nó sẽ đổi thẻ một lần, nhưng mà hiện tại ngày hôm nay là cái thẻ ngày hôm nay là có là Battleship Program và Web3 Candy Lau và Lambo Hamster Keo. Đấy, ba cái thẻ ngày hôm nay nha. Nhưng mà ba cái thẻ ngày hôm nay thì trong cái hiện tại video mình làm là hiện tại nó rơi vào tầm là còn 1 giờ 11 phút nữa và nó sẽ đổi cái thẻ này, được chưa? Nên là rất khó, nếu mà anh em nào kịp thời thì anh em có thể là săn được thẻ của mình, hoặc anh em có thể là vào trên Twitter chính thức của nó, anh em vote xuống cho mình này. Đây, anh em vote xuống cái bài này cho mình, được chưa? Cái bài 6 ngày trước này, kích vào cho mình này, được chưa? Kéo xuống này, anh em kéo xuống này. Đây, đây là quân của những anh em bên nước ngoài, cũng là chuyên về, nói chung là không phải chuyên mà anh em đã gọi là đã biết được cái hình thẻ ba cái thẻ ngày hôm nay thì anh em mới đăng lên trên Twitter của nó để cho mọi người cũng biết, để chúng ta sẽ tham gia để nhận 5 triệu ấy. Đấy, đại loại như thế. Anh em tìm cái bài gần nhất cho mình, cái bình luận bình gần đây nhất cho mình để chúng ta săn. Nếu mà quá 1 giờ đấy, còn nếu mà đúng 1 giờ thì anh em có thể là vào. Đâu, ngày thứ hai, ngày thứ ba, 6 ngày, 6 ngày đi, lâu thế nhỉ? Đây của anh này là 22 giờ đây, gần đây nhất là Battleship Program và cái như mình nói đây, đây ba cái thẻ này. Bây giờ mình sẽ đi tìm ba cái thẻ này nhá. Dạ, quay sang app cho mình. Hiện tại là còn 1 tiếng 10 phút nữa là kết thúc, là nó sẽ chuyển đổi thẻ. Nên là anh em xem được video thì có thể là vào nhanh đi, không tìm thẻ để mất công thời gian anh em ra, đúng không ạ? Tuy nhiên là thẻ đầu tiên em kích cái phần BR cho mình này. Blue Ship Program đây. Đấy,
Để mà mở được thẻ Proship Program thì anh em phải là cái thằng Infun Care lên level 7. Infun Care đâu, Infun Care đây, Infun Care lên nhận level 7 cơ, kích vào 7 lần cho mình này, thấy chưa? Nhận này, một này, lên level 1 này, kích vào level 2 này, lên level 2 này, kích 7 lần nhá, lên vào level 3 này, lên level 4 này, lên level 5 này. Cứ mỗi lần lên level là nó trừ cái đồng ham tơ con bắc của anh em mình nha. Lên level 6 này, kích vào 7 lần cho mình. Kích vào lên level 7 này. Nếu mà cái thẻ khác thì anh em cũng làm theo nhu cầu của dự án. Đấy, khi mà lên kích vào lên level 7 thì cái mục Baller ship này, program này thì nó sẽ như khóa như hiện tại nó khóa như vậy đúng không ạ? Thì kích vào lên level 7 thì cái mục Baller này nó sẽ mở ra, đúng không? Kích vào phần này cho mình. Kích vào Baller này, kích phần nhận cho mình này. Ok, chúng ta nhận được một thẻ này. Rồi, thẻ thứ hai là thẻ gì nhỉ? Thẻ thứ hai là Web3 AKD Lau và Lambo. Ok. Thì con đấy chắc nó ở cái phần Sape này cho mình này. Đúng ạ, đúng rồi, chính xác rồi đấy. Rồi, anh em kích cái phần thẻ mới cho mình này. Web3 Lau đây đây, kích con này. Đấy, kích cái phần Join này. Rồi, join rồi khi join xong thì kích phần nhận cho mình rồi kiếm được thẻ thứ hai nhá anh em nhá. Rồi kích phần thẻ mới cho mình này. Đấy, còn con Lambo for our Hunter keo đây, con này nữa là chúng ta sẽ nhận được ba thẻ. Rồi kích cầu phần join này, kinh nhóm nó xong thì anh em mới thoát ra này, đâu thoát ra. Ở cái phần nhận cho mình nhỉ. Ok, anh em có thể thấy không ạ? Chúng ta nhận là 5 triệu đúng không ạ? Cái phần nhận giải cho mình. Rồi, cái phần mình chụp màn hình này em. Cái phần nhận giải cho mình này. Đó, thì anh em kích cái phần đóng cho mình này. Ok, vậy là chúng ta đã tìm được cái thẻ nhá, ba cái thẻ, được chưa? Cái phần đây như anh, mọi người có thể thấy là mình 5 triệu luôn này. Có thể thẻ thẻ trong ngày mai thôi, còn thẻ ngày mai thì cái số thẻ này nó sẽ chuyển đổi khác nhau nên là khó hình dung được, nên là anh em cứ theo dõi kỹ video thì anh em mới làm được. Bây giờ muốn nâng cấp lên cái thẻ trước thì phải là nâng cấp level thẻ đằng sau, nên nó hoàng năm được chưa. Đây ví dụ như thằng Baller Ship Program này thì chúng ta sẽ phải nâng cấp lên con Infun này, lên level 7 thì chúng ta mới làm được chưa? Đấy. Mã thẻ hôm nay là con Baller Ship Program Web3 Lambo Hunter Keo. Ok, video này mình gửi tới anh em, còn nếu anh em có gì thắc mắc, có gì không hiểu thì có thể comment bên dưới, Túc sẽ hỗ trợ anh em nha. Để chúng ta tìm thẻ, mỗi ngày thì cái thẻ nó sẽ nhảy khác nhau, nó không giống như được chưa? Không giống như nhau. Nên là rất khó anh em tìm, nên là anh em có thể lên Twitter anh em tìm nha. Mình gửi tới anh em, mình gặp anh em video tiếp theo.